action. Dạ, rồi tạ ơn Chúa cho con có dịp con chia sẻ, với lại cảm ơn cậu con. Con gọi điện cho cậu con xin chia sẻ về cái việc mà Chúa làm trên đời sống cậu của con. Thì cậu của con là một người đạo gốc, công giáo gốc, nhưng mà không có tin là Chúa vẫn còn làm phép lạ trong quyển sách Kinh Thánh, chỉ có 2.000 năm về trước thôi chứ bây giờ hết rồi. Rồi không có tin có chuyện có ma quỷ. Nhưng mà Chúa rất là thương cậu của con, tại vì cậu con có một cái lòng yêu mến Chúa đặc biệt lắm. Thì Chúa mới gửi cậu con đến một cái nhóm gọi là Couple for Christ. Thì giống như là cũng đọc Kinh Thánh của người Philippines, đọc Kinh Thánh và tìm hiểu về quyền năng của Chúa. Trước khi đó vài tháng, thì sau với vài tháng á, thì cậu của con làm cái biopsy. Thì khi mà làm cái biopsy đó để mà kiểm tra một cái cell, một cái tế bào trong cái phần ruột hay sao đó, người ta nghi là có tế bào ung thư. Thì cậu con đã làm năm ngoái rồi, năm nay làm lại thì nó bị nhiễm trùng. Khi mà người ta làm á, thì phần tiết niệu nó bị chảy máu, thì nhiễm trùng. Thì khi đó con mới, nhà con cũng rất là lo lắng. Thì cậu con ở nhà là sốt lên thì tưởng là sốt bình thường, cơn sốt nó cứ lên hoài. Nhà cậu con kế bên nhà con một cái xe ambulance tới sáng chủ nhật mà con không biết. Không biết, tụi con ngủ say mê luôn. Đến thì cậu con vô bệnh viện rồi thì tụi con mới biết. Thì cách đó 2-3 ngày sau thì con với lại anh Huy, người bạn của con, mới bước vào để mà cầu nguyện cho cậu. Ước ao là được, sẽ cầu nguyện cho cậu. Cái ngày đầu tiên thì không có được, tại vì không có chuẩn bị muối thánh, dầu thánh gì đó, rồi tinh thần chưa chuẩn bị. Ngày thứ hai khi tụi con quyết định đem muối thánh, dầu thánh, nước thánh và kinh thánh lên cho cậu để mà được cầu nguyện, thì khi mà đi trên đường á, ma quỷ nó tấn công. Lúc đó là con xin lỗi chứ lúc đó con không có đủ cái sự khôn ngoan để không biết nó tấn công. Thì tụi con lại cãi nhau. Hai đứa đang rất là bình thường, đi trên đường rất là bình thường, chỉ một cái chuyện nhỏ xíu mà cãi nhau đến cái độ mà anh ấy nói là anh mất bình an rồi, anh không cầu nguyện được. Cái khi mà đi về thì con mới có một cái gì đó thôi thúc con đấy. Không được, đi về như vậy không được. Con chỉ có nói cậu con là giờ tụi con không cầu nguyện cho cậu được, nhưng đây nước thánh, dầu thánh, muối thánh và quyển kinh thánh này, nếu người ta có mua cậu đi đâu thì cậu cũng hãy rinh theo những cái này theo, nhớ những cái này theo, và cậu hãy tin là Chúa có quyền năng. Amen. Amen luôn. Là con hãy tạ ơn Chúa. Lúc đó cậu là Chúa làm ra tay với cậu của con, và thứ nhất là Chúa dạy dỗ tụi con không là gì. Nên đừng có nghĩ là tụi con phải cầu nguyện thì chuyện nó mới xảy ra. Chúa làm vì đức tin của cậu con. Amen. Thì bữa đó lời đơn sơ thôi, con chỉ nói cậu con như vậy. Tối hôm đó cậu con đi vô ICU. Thì cả nhà nghe ICU rồi, xong rồi. Rồi mẹ con vừa nghe điện thoại, mẹ con: anh Vương ơi. Rồi là tụi con tưởng là cậu con đi. Thì hôm đó Chúa cũng cho cậu con trải qua một cái thời gian là chiêm nghiệm Chúa thật sự. Chiêm nghiệm Chúa thật sự. Sáng ngày mai mẹ con với lại dì Hoa lên. Thì con mới nói mẹ cậu mà có uống nước hay là cái gì cho nước thánh vô, muối thánh vô, dầu thánh vô. Thì mẹ con cũng cho uống sơ nhưng mà không uống được nhiều. Thì khi đó mẹ con với dì của con mới đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót. Thì vì cuộc khổ nạn, đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cứ vậy. Trong khi đó cậu con lầm bầm thì dì của con cũng rất là tin Chúa mà cũng tin quyền năng của Chúa nữa, nên bà thấy cái hiện tượng mà lầm bầm, cái bà nói chị Thủy anh Phượng gặp Chúa rồi hay gì đó, đại loại là như vậy. Thì mẹ con đúng rồi, thì quay phim lại. Con có cái đoạn phim ở đây luôn, con chỉ show chút xíu thôi. Đoạn mà show sao coi? Dạ đây. Là cái mặt như vậy. Là lúc đó cậu con cứ vậy nè, mà mặt sưng lên mà cứ lắp bắp vậy nè. Sau khi đó cậu con mới nói với mẹ con với dì con là tao thấy Chúa rồi. Chúa thật quá. Tao thấy rồi, ma quỷ nó đến phá tao. Rồi con nói con tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho cậu con thấy trong tích tắc nhiều đó, mà chỉ có hình như là 20 phút thôi. Hai chục phút là quá nhiều. Dạ đúng, cậu con nói là quá nhiều, giống như là mấy năm luôn vậy đó. Thì Chúa cho dẫn lên. Lại lát nữa con sẽ chiếu cái video clip, cậu con sẽ thấy gì. Thì nói đại loại là thấy thiên thần của Chúa tới đưa, rồi thấy ma quỷ tới. À ông cậu con cũng hay. Ông liều lắm, ma
quỷ đưa ông tới cái vùng mà hả, ông biết là ma quỷ luôn. Ông liều đấy. Tụi bay dẫn tao đi đi, tao muốn biết cái gì. Tò mò vậy đó. Tò mò vậy đó. Nó dẫn vô trong cái vùng đó, cậu con kể lại là chiến tranh, nó giết người rồi cậu con đi trên xác chết rất là sợ. Ấy cậu con mới thấy sợ quá, cậu con nói chú ơi cứu con, chú ơi cứu con, chú ơi cứu con. Thì vừa lúc đó là tự nhiên có một như một cái luồng sáng hay sao đó, rồi có một cái lỗ nó xoáy vậy nè, giống như cái lỗ đen vũ trụ nó xoáy xoáy tất cả những cái người chết và những cái tên lính mà đi bắn người ta đi vào trong đó. Và khi nó rã ra là rã ra thành cái cục sỏi, cục đá, cục sỏi cục đá, nó tan ra, cuốn vào đó và tan ra. Thì sau khi đó thì cậu của con nói tóm gọn lại là cậu của con nhận biết là Chúa đang sống. Cậu con tự môi miệng của cậu con không ai nói, cậu nói Chúa đang sống. Amen, cảm ơn Chúa. Amen, amen, tạ ơn Chúa. Ngày hôm sau thì ICU này hết rồi, nước tiểu từ màu nâu rất là đậm chuyển thành trong veo. Con có hình ở đây luôn, trong veo. Cảm ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, đó là một cái phép lạ mà làm trên gia đình của bên ngoại con. Thì mọi người trong bên ngoại con ai cũng phải đi truyền thống, không hiểu được cái quyền năng của Chúa, không hiểu được quyền năng của Chúa, và cứ nghĩ là quyển kinh thánh là 2000 năm về trước, là quyển một quyển kinh thánh lịch sử cũ rồi, cũ rồi. Chính người cậu đó ngay ngôi nhà đó đã cãi con với con với anh Huy, cậu không tin con ma quỷ, cậu không tin này, cái này là chỉ có nằm trong kinh thánh thôi. Và bây giờ chính miệng người cậu đó nói là quyển kinh thánh là sống. Những gì Chúa Giêsu làm ngày 2000 năm trước, bây giờ Ngài vẫn làm ngày hôm nay. Amen. Chính trên đời của cậu. Amen. Con tạ ơn Chúa vô cùng. Vì khi mà tụi con đi tìm hiểu Thánh Linh như thế này á, rất là nhiều sự bắt bớ trong chính những người thân của mình. Tụi con không có hiểu tụi con đang làm gì. Chính có những người mà thậm chí bây giờ con đi qua đây cũng không hiểu con đang làm gì. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa cho con cái biện phân thần khí, con biết con đang làm gì. Thì sau khi đó rồi mọi người mới phá hỏa. Người cậu của con ở trên Dallas rất là cứng lòng, mà cái gì cũng phải theo luật lệ. Giáo hộ có cho không, thế này thế kia, luật lệ ở đâu này nọ. Chính con người đó cũng la lên rằng Chúa có thật. Khi mà nuôi, làm là rất là hay, cậu con vừa xin được nghỉ ở bên Dallas, ở trên Dallas để xuống nuôi cái cậu này. Thì chính cái Chúa làm việc trên người cậu này luôn. À, đi vào phòng ICU, ICU xong bình an hết tại mọi sự. Nó phát hiện ra tim cậu con bị, tại vì cái virus nó nằm trong máu thì nó chạy xuống tim, thì nó làm cho viên màng tim hay sao, thì phải thay cái van đó. Mà nếu thay van tim có hai trường hợp, một á là van của con heo, hai á là cái ống nhựa. Con nói không. Tự nhiên lúc đó Chúa Thánh Thần tác động con rất là mạnh mẽ, tại vì ở nhà con cũng nhát lắm, tại cậu của mình mà người lớn hơn mình không có quyền gì mình nói cái kiểu mà dạy đời như vậy hết á. Mà con nói con bỏ cái bộ mặt của con, cậu muốn nghĩ con sao cũng được. Con nói thẳng cậu luôn, cậu muốn nghĩ con sao cũng được, nhưng con phải nói, vì con không nói là con sẽ trả lẽ. Thì con mới nói cậu con là bây giờ cậu tha thứ đi, tha thứ cho người ta. Bởi vì cậu biết không, Chúa tới, Chúa đã chữa cậu, cậu có công nhận không? Cậu nói cậu công nhận. Như vậy Chúa không chữa một phần, mà Ngài là đứng perfect, Ngài tuyệt vời lắm, nên là Ngài chữa completely, chữa hoàn thành cho cậu. Amen. Và làm cho cơ thể của cậu phải khỏe mạnh hoàn thành. Cái cậu con mới nói ok ok, rồi con mới đi về. Đi về lúc đó xong rồi đến hình như ngày sau hay hai ngày sau con quay lại, thì con mới nói cậu đã tha thứ cho người ta chưa. Cậu con mới nói con ơi, giờ á là cậu chỉ có xin người ta tha thứ cho cậu, chứ cậu tha thứ hết rồi. Cậu nói là cậu lẩm bẩm với Chúa, cậu đã xin đã tha thứ hết. Thì con mới nói vậy, nhưng mà cái tim của cậu á còn á là do một người, còn một người cậu chưa tha thứ. Quý vị biết ai không? Bà xã. Bản thân. Bản thân. Bản thân vậy, đúng rồi, bản thân cậu. Con mới nói vậy nè, cậu ơi, Chúa đã chết cho mình rồi, Chúa đã trả cái giá rồi, tại sao cậu giữ cái đó lại? Cậu giữ cái đó lại á, chẳng khác nào á, cậu nói là Chúa chưa tha cho tôi. Cậu đang còn tự kêu, tại vì Chúa không tha nổi cái tội của tôi. Cậu đang tự kêu. Thì khi đó con mới về thì cậu ngày hôm sau nữa, hai ông bác sĩ cãi, là một ông thì kêu mổ, một ông thì không kêu mổ. Mới chụp hình thì vẫn thấy cái con virus nó là ổ trên cái trái tim.
thì chuyển lên, người ta đòi chuyển lên bệnh viện ở downtown để mổ tim, tại chuyên về tim. Sau khi đó chuyển lên thì con mới nói, con chưa kịp nói với cái cậu mà ở Dallas, thì cậu ở Dallas không biết niềm tin lại nói không, trước khi mổ hãy chụp lại một lần nữa. Thì lên đó chụp lại một lần nữa là mất hoàn toàn. Wow. Tạ ơn Chúa. Và lên trên đó là nhà hallelujah, lên trên đó là mọi sự rất là bình an. Cậu con giống như là đi hotel chơi vậy đó. Một chuyến lên downtown, tạ ơn Chúa. Về cũng không mất đồng tiền bạc nào hết trơn, Chúa lo hết. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.